bạn, như các bạn đã biết, những hãng điện thoại đến từ Trung Quốc đang càng ngày càng gây ấn tượng bởi những mẫu smartphone ngon bổ rẻ, đánh đúng vào tâm lý người tiêu dùng. Hôm nay đi review sẽ mang đến cho các tín đồ yêu công nghệ em dế cực kỳ bổ rẻ của hãng Mì Xào, đó là Xiaomi Redmi Note 4G. Em phablet này đang lộng hành với giá rẻ giật mình chỉ tầm 2 triệu đồng. Chiếc phablet Redmi Note 4G sở hữu màn hình 5,5 inch, độ phân giải HD. Thông thường thì với mức giá tầm 2 triệu thì đa số là các sản phẩm màn hình dưới 5 inch với độ phân giải thấp cùng tấm nền TFT cho góc nhìn chất lượng không được tốt như Oppo Neo 5. Trong khi đó, Redmi Note 4G sở hữu tấm nền IPS LCD cho hình ảnh hiển thị rõ nét, màu sắc chân thực. Màn hình Note 4G sở hữu khá to giúp dễ dàng thao tác, giải trí tốt. Dòng Note luôn phù hợp với các tín đồ dân văn phòng, đam mê công nghệ, phục vụ tốt nhất trong công việc. Với mức giá rẻ tầm 2 triệu thì Redmi Note 4G là sản phẩm hiếm có khó tìm trên thị trường hiện nay. Máy được trang bị chip xử lý Qualcomm S400 4x, RAM 2GB, bộ ở trong khiêm tốn chỉ 8GB nhưng có thể nâng cấp lên 64GB qua khe cắm thẻ nhớ microSD mở rộng. Với cấu hình mạnh mẽ thì sản phẩm có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng, từ những tác vụ cơ bản như gọi điện, nhắn tin, lướt web, cho đến những tác vụ yêu cầu xử lý đồ họa lớn như chơi game, xem phim, đảm bảo không giật lag. Tốc độ lướt web cũng đáng nể nhờ hỗ trợ kết nối mạng LTE 4G cực mạnh. Redmi Note 4G sở hữu RAM 2GB với con chip của Qualcomm, đem lại hiệu năng ổn định, đi kèm mức giá rẻ ăn đứt các sản phẩm dùng chip MediaTek như Oppo Neo 5, Mazda One hay Zenfone Go. So với những sản phẩm giá tầm trung như Oppo Neo 5 hay Zenfone Go, thì với giá Note 4G rẻ hơn mà cấu hình hiệu năng ấn tượng hơn nhiều. Redmi Note 4G sở hữu bộ đôi camera khá ấn tượng với camera chính 13MP, khẩu độ f2.2, đi kèm đèn flash LED. Camera phụ 5MP đem lại những bức hình selfie đẹp. Giao diện camera thân thiện với người dùng, đi kèm nhiều tính năng như làm đẹp da, nhận diện khuôn mặt, nụ cười, chụp toàn cảnh hay chụp HDR. Với mức giá tầm 2 triệu, nhà sản xuất Xiaomi đã đem đến cho người tiêu dùng một sản phẩm không ngờ với màn hình khủng, hiệu năng tốt và bộ đôi camera chất lượng. So với những sản phẩm tầm giá 2 triệu trên thị trường hiện nay thì Redmi Note 4G đã thể hiện những mặt mạnh vượt trội các bạn bè đồng trang lứa. Camera của máy tương đương với thông số camera của những sản phẩm 3-4 triệu như Redmi Note 2. Trong khi đó, Redmi Note 4G chỉ phải chi một mức giá siêu rẻ mà lại được sở hữu camera như những chú dế 3-4 triệu là đáng để sở hữu. Cuối cùng, pin cũng là một điểm mạnh ấn tượng khi Redmi Note 4G sở hữu pin trâu dung lượng 3.100 mAh, cho thời gian nghe nhạc lên đến 60 giờ, thời gian chờ lên đến 775 tiếng. So với các bạn đồng giá, chỉ có thể sở hữu viên pin dung lượng 2.000 đến 2.500 mAh, thì Redmi Note 4G đã bật hẳn lên, đứng đầu lớp học của những chiếc smartphone tầm giá 2 triệu với viên pin khủng. Các bạn có thể chơi game, cày phim nhiều giờ mà không cần lo những vấn đề về pin. Nếu các bạn muốn sở hữu một chiếc máy rẻ, pin khủng, thì Redmi Note 4G là sản phẩm không thể bỏ qua. Đặc biệt, đây là chiếc máy rẻ nhất hỗ trợ 4G, sắp tới có thể dùng tại Việt Nam. Trong khi để sở hữu những chiếc máy dùng 4G hiện nay, ít nhất cũng phải bỏ ra số tiền trên 3 triệu. Máy còn hỗ trợ cập nhật giao diện Android MIUI 7 mới nhất, tương tự như Mi 5 hay Mi Note Pro. Chỉ với 2 triệu, bạn đã có thể trải nghiệm được giao diện mới nhất của những sản phẩm cao cấp của hãng Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 4G là một sản phẩm quá rẻ so với những tính năng máy sở hữu, một chú dế màn hình khủng, hiệu năng tốt, camera chất lượng đi kèm pin trâu mà bạn chỉ cần bỏ ra 2 triệu đồng là sản phẩm cực hiếm trên thị trường hiện nay. Các bạn có thể qua các hệ thống của Diệu Thông Minh để được tư vấn và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.